Chúa theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, không biết từ lúc nào, Betania cách xa thủ đô Jerusalem độ 3 cây số, trở thành nơi dừng chân của Chúa Giêsu và các môn đệ khi có dịp ngang qua. Nơi đây có ba chị em trong một gia đình đạo đức và hiếu khách mà Chúa Giêsu rất yêu quý, gồm Martha, Maria và Lazaro. Maria hiếu khách bằng cách rất thích ngồi bên Chúa để nghe người giảng dạy. Còn Martha hiếu khách theo kiểu lo lắng chuẩn bị bữa ăn cho Thầy Giêsu cùng nhóm 12. Và cũng chính vì tất bật nên khi thấy gần tới giờ cơm mà chưa đâu tới đâu, Martha bắt đầu cuống quýt lên và làu bàu với cô em Maria. Đồng thời, cô đã buộc miệng trách luôn cả Chúa Giêsu. Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Trước sự việc này, Chúa Giêsu đã trả lời rằng, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Câu trả lời của Chúa dành cho chị Martha không có ý là người phủ nhận tất cả sự quan tâm lo lắng của Martha, cho bằng người muốn cho thấy một điều cao quý hơn. Đó là lắng nghe lời Chúa mà Maria đã chọn phần tốt này. Chỉ khi để tâm lắng nghe lời Chúa, thì chúng ta mới có thể thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết siêng năng trau dồi giáo lý đạo đức, đức tin và cầu nguyện, để có thể mau mắn nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn và can đảm thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Amen.